Mấy em kia tao chắc nằm bên đó đó. Nước tao không? Đâu vậy nè? Con này hả? Không phải. Ê, anh chặt á. Mấy cái đĩa đâu? Chợ đi đâu? Cái tôi đi mua. Dầu nó ngon nè. Không có em la miệng cho anh rồi. Có ai mở đây gì trời? Không, bữa anh nhỏ anh bắt còng á. Đâu không? À. Chú không biết, hỏi gì? Tép cái gì? Gì? Gỗ gì ta da mò dữ vàng dữ mà cần chi gỗ trời. Lấy ha. Nghe có động là cái vui vậy. Này có động lực rồi đó. Má là được trắng rồi ơi. Có càng không? Nó đi qua bên kia rồi đó. Nó qua bên kia. Cái gò mà đặc để
đục nó cũng nổi gì hả, quần đục hay cũng nổi gì lá quần luôn vậy hả, lá quần tôm luôn vậy ghê ế gỗ cạnh đó anh thôi. Ổ vào. Ổ ra. Ừ đó, để. Đang chụp, đang chụp. Đục về bắt đầu nổi rồi đó. Nổi không? Nổi chứ, tôm nổi. Đục đục chứ không ai. Không có liền cái. Có vụ chả loại kêu hả, cái con tông nổi là nổi theo rồi. Nãy mà tao mở trong trước nó ra lao động nó ra rồi nó tao mở trong chí vô tông bắt cho ngon chó gì vậy thành công. Chỉ có chỉ có mà ở đây nè, ở đây không đụng chó nè, đụng con nó đứng nó tắt kìa, nó tắt luôn. Một tôm mà phải chơi quần đùng đùng lên lấy cái gỗ trao á.
Nước trong chảy ra. Nước ở trong chảy ra. Được không? Gắn quần đi. Con tôm được hai cái bi không Bảo? Được chưa? Đụng nó bún rồi. Nó bún rồi như sao vậy? Mình cái đụng. Sợ. Hăng giữ đấy trời quăng lên. Bậy lắm mà mò lấy cực lắm mà. Đi đâu cả? Không phải. Hai đại ca này ở không luôn được hay sao đó ơi? Có con gì không Bảo? Trời ơi, được cái mấy tôm luôn. Thôi đừng quăng, thôi người ta. Này cứ nó kêu xe qua lông chở. Đóng tôm cho bà coi luôn ha, bà coi. Giờ chị thấy cũng nhiều đó trên. Bà này cũng đâu có vừa hả bà?
nó theo nước nó ra, nãy không chận là nó ra chắc luôn, mà nãy không chận gỗ lại ra mất. Chị không nói lục quá, chị không nói gì thì đó, nó phải đi. Bên kia có không? Mỏ ở đây chưa xong mà, không có. Mỏ ở đây kia chứ đâu ngoài cái này rồi. Ai biết, hên xui. Cái này có con con. Ở tâm sâu hơn này. Cái này con nó hết động luôn rồi, động luôn rồi. Có động không? Họ đã được ra rồi. Con không tấu luôn hoài. Em có còn con đó mà đang mò chưa đụng nữa, yếu quá mà. À thôi đụng nó cái cục cố chạy thôi mà cố được chưa con? Được chưa? Không đụng nó đâu. Có khỉ gì dịch hoặc tối ngày sao lắm không biết rồi, thử coi học đầu không ra làm tới học đầu. Trở lại đây đi. Trời yếu thiệt chứ. Rồi. Mất rồi. Trời gì yếu thiệt. Hay quá bảo ơi. Chắc á. Ấy da, ấy da, kẹp. Ấy da. Kẹp đau. Ấy da.
Dạ. Ủa đem lùi gì trời. Đem vô luôn ha. Tôm đang hùi lùi luôn. Nó mềm mà. Chắc hai da, hai da. Lọc vỏ. Hai vỏ chứ không phải hai da quên. Con này ăn thì đúng bài luôn. Chờ mạnh lên. Con cháu mình tép rồi. Chờ lại lên. Trời ơi, đụng má con. Gì vậy? Bự lắm hả? Đụng má gì vậy trời? Gì vậy? Bự ốm rồi nè, trời ơi, quá. Gì vậy? Khủng vậy? Có không ông nội? Đồ của mẹ, em đi nó dắt ra ăn hai người. Bắt lên coi. Thôi sao nó hết biết cho ông nội. Càng ấy bằng tay trái quá. Má. Thôi cơm. Nó lên đây nè, lên cái búng này nè, nghe đây nè. Cháu đó, nó dằm á. Cái lần đầu. Hồi tôm khổ thần. Má đụng được, mới đụng cái đâu nè. Tôm, thằng cá lóc và đại ca. Tôm đụng mẹ, tôm vô rồi. Đụng đại gàng luôn. Có gì nè. Hồi lên đã nhắc rồi. Ừ. Qua bên đây cái ơi. Đây nè. Nghe nó nôn quá vậy. Bắt lên coi. Ăn con tôm ký vô kìa. Hồi tôi hết biết. Má khó mà nó xảy năng lần khó mà. Mấy ông kia tao chắc nằm bên đó đó. Nước tao không? Con này hả? Không phải. Ê, anh chặt á. Con này cái đĩa nào? Cái đĩa. Cái đũa mà. Bộ cái vậy nè. Bộ cái thúi vậy nè. Ghê hả?
xưa người ta kể là người ta bắt được con tôm 400 gram để ngoài sông đi đạp nó im gu như khúc cây. Con tôm nó đen rồi. Chưa có cái bà kia bà hai đi bắt tôm mà mò tôm mà mò bằng tối nước cạn là bà đi. Đừng phóng ra. Có mình nó mà nó náo động trong đây hết thôi. Chỉ có mình nó trong cái thùng mà nó náo động bồng bồng. Tụi mẹ biết lỗi cái nó nổi lên không rồi không. Ở đây nó còn bún không? Còn cái bún nhỏ thôi. Bẻ đi. Thì lát nó dồn lên. Nhà bạn lên. Đó là xào leo lên. Bạn thấy gì không? Sâu nè. Đang mò bằng mò tôm ở dưới gạch mà có con sâu mà. Nè, đang con nữa nè. Chưa? Ui, nhiều quá, ba con con luôn. Nó ỉ á. Nó ỉ cái tù lum ở đây. Đồ, đồ. Ghê quá. Nè, anh nằm lên lá, anh ăn xong rồi. Anh nằm lá, anh hưởng thụ. Ghê quá. Xong rồi nó bắn ngứa lắm các bạn. Anh thường ra trên mấy cây xanh á. Nó bắn mình cái thì khỏi chê luôn. Đây nè. Anh đi ngày đang bò xuống nè. Con này nhìn gai góc trùng cũng ghê đó. Kinh thiệt. Con mới dính rồi nè. Đây là mớ tôm xong vừa mới mò dưới gạch lên nè. Được một, năm con bự với con nhỏ. Cái này nó bị lột xong rồi thì nước hoặc là nấu canh chua rất là ok. Rửa bát lên luôn á. Tôm này là không phải tôm nuôi nè, tôm xong nè nó mới đèn lùi nè, cái nào nấy mạnh khu luôn.